Lâm Khanh ơi, Khanh, chị Châu, Châu hả? Cường nhỏ, Châu, Thắm, Châu Cường, Khanh, Khanh, Cường nhỏ, Khanh, Khanh, Khanh Phán Đòn, Khanh Phán Đòn, Khanh Phán Đòn, giết đập, giết hay lắm gì ơi. Cuối cùng Trinh, đánh lừa chị Trinh, có bao nhiêu trí thông minh lấy ra dùng vô trái này đi, dùng đi, trí thông minh đâu, dùng đi, quăng. Quýnh một cây thông minh coi. À, rồi tiêu diệt tiêu trời. À, chết rồi, sao dùng hết lên, chết rồi. Căng thẳng nha. Câu nè, Tham tiêu diệt luôn. Đúng rồi, chạy. Tiêu diệt luôn, tiêu diệt, phải nhanh tay một chút, tiêu diệt. Ông Châu kia, bên ông Châu ăn kìa, bên Châu ăn, bên Lương, bên mạnh tay, mạnh tay, mạnh tay, mạnh tay. Mình tập trung vô chuyện khác ấy. Đó, đánh vô anh Châu này dễ ăn nè. Hình như vậy sao á, đâu, đâu. Ủa, đúng vậy không, đâu. Đó, chỗ anh Châu à. Đâu, đâu, anh Châu kìa. Ơ, à, Châu kìa. Anh Châu kìa. Không, anh Châu kìa. Anh Châu kìa. Đây, anh Châu kìa. What? Anh Châu kìa. Ừ. Hehehehe